Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 9 ở Phú Quý có gió giật mạnh cấp 8, Nha Trang có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Khu vực ven biển Nam Trung Bộ đã có mưa to từ 50 đến 80 mm trên 12 giờ. Hồi 10 giờ ngày 24 tháng 11, vị trí tâm bão cách đảo Phú Quý khoảng 100 km, cách Phan Thiết khoảng 180 km, cách Vũng Tàu khoảng 230 km, cách Bến Tre 270 km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tương đương 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 cho tới 15 km. Đến 19 giờ ngày 24 tháng 11, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tương đương 75 đến 100 km/h, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 cho tới 15 km. Và đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 7, cấp 8, sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều và đêm nay tại thành phố Hồ Chí Minh có mưa rất to, lưu lượng từ 200 đến 200mm và có khả năng dông, lốc xoáy, nguy cơ rất cao mưa lớn kết hợp triều cường gây ngập lụt diện rộng.